Xin chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi Tâm sự Tầm Kín được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh Hải Ngoại Ngoại. Và đến với Hải Ngoại ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện tâm sự có tựa đề Ngoại tình với vợ cũ. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Tôi lấy chồng khi đã bước qua tuổi 31. Ở cái tuổi mà mọi người nhìn vào đều phong cho tôi một cái danh ế. Cũng chính vì lấy chồng muộn nên tôi là người đàn ông cũng đã đứng tuổi và từng qua một đời vợ cùng với hai đứa con riêng. Nhưng vì trong lòng cũng có chút tình cảm với anh nên tôi gật đầu theo anh về nhà xây dựng tổ ấm, chăm sóc cho hai con riêng của anh. Khi đến với chồng, tôi nghe bảo là vợ cũ của chồng tôi đi xuất khẩu Đài Loan rồi cưới luôn một ông táo tàu và không thiết về nhà nữa. Lại cũng có người bảo vợ cũ chồng tôi sang đấy làm đậu cô ve. Chồng tôi đợi mãi đến nỗi sắp hóa thành hòn vòng thuê thì đành nộp đơn ra tòa. Cuộc đời trớ trêu như một trò đùa. Chúng tôi lấy nhau gần một năm thì vợ cũ của chồng tôi trở về. Đẹp sành điệu, đẹp đóng băng mọi ánh nhìn, cộng thêm cái mác Việt Kiều khiến bao nhiêu gã đàn ông trong xóm được dịp rửa mắt. Còn mấy bà mấy chị thì thi nhau bàn tán xôn xao. Đến nỗi tôi ngại bước chân ra đường vì sợ bị hỏi những chuyện liên quan đến chồng tôi và vợ cũ. Về hôm trước hôm sau, vợ cũ sang gặp chồng tôi. Hai người ngồi trong nhà, tôi ngồi ngoài sân. Anh con lớn nhận ra mẹ nên xà vào mẹ như con chim non. Thằng út thì không. Lúc mẹ nó đi nó mới được chừng một tuổi. Nó nem nép cạnh người tôi thi thoảng thò mặt ra nhìn. Tôi không nghe rõ hai người nói chuyện gì cả. Chỉ thấy chồng tôi cứ cúi gằm mặt xuống. Nhìn thế nào cũng thấy hèn hèn. Gần trưa hai người mới tâm sự xong. Chồng tôi bảo dọn đồ cho thằng lớn. Từ nay cho nó về ở với mẹ. Không lâu sau vợ cũng mở hàng ăn. Lấy tên là Gia Vị Tình Yêu. Hôm khai trương chồng tôi có đến ủng hộ. Sau đó mỗi lần về nhà ăn cơm tôi nấu là cứ chê nhàn miệng. Tôi tức quá mới dọn lên một mâm cơm và bảo: ăn những món thường ngày nhạt quá rồi nên anh đang ăn cần món mới. Hôm nay em thay đổi khẩu vị cho anh. Đĩa đậu phụ này có nghĩa là món chót phụ tình em. Còn đĩa tim cật xào có tên là trái tim tan nát. Cô định khích đều tôi gì đấy à? Cô không thích thì đừng co nhìn. Tôi làm như vậy là vì hai đứa nhỏ. Sao cô lớn mà lại ích kỷ như thế? Uổng công hai đứa nhỏ gọi cô là mẹ bao nhiêu lâu nay. Chứ không phải là anh muốn như thế à? Từ ngày chị ta về, anh kiếm cớ chở thằng nhỏ qua thăm anh nó, rồi ở lại bên đó cà cưa với chị ta. Nếu vậy sao ngày xưa anh lại ly hôn rồi cưới tôi làm cái gì? Sao không đợi chị ta về rồi hai người hòa hợp với nhau luôn? Chồng tôi tức, đỏ gay mặt, giơ tay lên định tát tôi nhưng lại rồi hạ xuống ngắt đổ cả mâm cơm. Tôi không ngờ mình lại cay đắng rơi vào cái cảnh trớ trêu như thế này. Nhưng tôi vẫn không nghĩ là mình sẽ bỏ chồng. Tôi nghĩ đủ mọi cách để giữ chồng. Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Tôi bỗng dưng lên cơn hen tưởng chết, phải nằm viện non nửa tháng rồi. Thời gian đầu, chồng túc trực cả ngày lẫn đêm. Buổi tối vợ nằm trên giường, chồng nằm dưới đất. Cỡ được lưng lửng tuần, bệnh tình tôi thuyên giảm. Chồng bảo ra ghế đá hành lang nằm cho mát. Tôi nghĩ thương chồng. Phòng chật, xung quanh toàn bộ nước tiểu nên gật đầu. Bữa thằng út vào thăm tôi hỏi nhỏ: mẹ nằm viện, ở nhà con có thích không? Thằng bé vừa mải chơi đồ chơi vừa trả lời: tạm tạm mẹ. À mà đêm hôm kia đang ngủ con mơ thấy tiếng bố đấy. Tôi giật thót tim và gằn hỏi: sao con lại mơ thấy tiếng của bố? Thằng bé ngây ngô và bảo: con nghe thấy tiếng bố xì xầm. Con bỏ dậy bảo anh, chắc bố đến đón em đấy. Nhưng anh bảo con đang mơ, trời đã sáng đâu. Đêm hôm ấy đợi chồng đi ra hành lang rồi lén theo. Nhưng sự thật khiến tôi thất vọng vô cùng. Anh không hề ra ghế đá ngoài hành lang để ngủ, mà đi thẳng ra cổng bệnh viện. Không thể trốn viện về được, nên tôi gọi điện cho em gái theo dõi. Thì quả nhiên là chồng tôi đến nhà vợ cũ. Thì ra từ hôm anh nói ra ngoài ngủ buổi tối đều là lừa tôi để qua đêm tại nhà của vợ cũ. Sáng hôm sau tôi thuyết phục bác sĩ cho tôi xuất viện về nhà. Về đến nơi tôi gọi chồng về để nói chuyện cho rõ ràng. Tưởng đâu anh sẽ nhận lỗi vì đã phản bội vợ. Ai ngờ anh ta còn lý sự. Tôi qua lại đó là để thăm con. Với lại vợ cũ cũng là vợ của mình. Tôi ngủ với vợ mình thì sao lại là ngoại tình? Anh nói như thế mà cũng nói được à? Vậy tôi với riêng anh là cái gì đây? Nếu anh muốn thế thì ly hôn chứ tôi không thể chấp nhận bị biến thành con ngu. Dừng ngồi nhìn hai người diễn cho mình xem nữa.
Nếu cô muốn thì viết đơn đi. Vợ cũ tôi cũng đang muốn quay lại. Tôi thấy như vậy cũng tốt. Mà hai đứa nhỏ cũng muốn như vậy nữa. Anh tình nghĩa với vợ cũ như vậy, cớ sao lại bội bạc với tôi như thế chứ? Tôi chưa đủ tốt với anh à? Tôi chưa đủ hy sinh cho bố con anh à? Nghe tôi nói, chồng tôi im lặng bỏ vào giường nằm và không nói gì. Tôi tức giận và viết đơn ly hôn rồi đập xuống chỗ anh nằm và nói. Xưa nay tôi mới nghe chán cơm thèm phở. Giờ có thêm cả chán cơm mới thèm cơm nguội. Tôi ly hôn để cho hai người được toại nguyện. Hy vọng chị ta sẽ không bỏ anh để đi theo người đàn ông khác thêm một lần nào nữa. Nói rồi tôi bỏ đi. Cảnh trớt trêu làm vợ sau tưởng chồng sẽ yêu thương và bù đắp cho cảnh chăm con cho vợ trước. Nhưng cuối cùng lại phải gánh chịu cảnh cay đắng như thế này. Biết trách ai bây giờ. Quý vị vừa lắng nghe hết câu chuyện tâm sự thứ nhất. Và quý vị nghĩ sao về câu chuyện này? Quả là rất cay đắng cho cái người đến sau này. Anh này là một cái người đàn ông quá tham lam, khi mà ai anh cũng muốn, trước anh cũng muốn và sau anh cũng muốn. Thực sự một người đàn ông quá tồi, khi mà không có cái chính kiến riêng của mình và không xác định được cái tình cảm thực sự của mình dành cho ai. Và nếu mà thực sự cô không thể chịu đựng được cái người đàn ông như thế này nữa thì Hồng Nhung nghĩ là nên chia tay. Nên chia tay vì cái người đàn ông như thế này thì cũng không đủ để chúng ta có thể hy sinh bản thân mình mà vượt qua tất cả đến với anh ấy, chăm sóc cho anh ấy và con của anh ấy cả. Quý vị nghĩ sao, khuyên cô như thế nào? Hãy bình luận xuống bên dưới nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với câu chuyện tâm sự thứ hai, có tựa đề Gặp lại chồng cũ. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Mấy năm trước, tôi đã từng có trong tay những thứ mà nhiều người phụ nữ khác phải mơ ước. Một gia đình hạnh phúc bên chồng và cô con gái nhỏ bé. Rồi mọi thứ tan vỡ khi tôi phát hiện chồng có bồ. Điều đau đớn hơn là mẹ anh chính là người tiếp tay và còn ủng hộ nhiệt tình cho con trai bỏ vợ cưới bồ. Vừa đau vừa hận, tôi quyết định ly hôn. Nhưng mà mất một năm trời để chuẩn bị cả về tinh thần và vật chất cho mình và con. Lúc đó chúng tôi đang ở chung với mẹ chồng trong căn nhà bên phố Long Biên. Nếu mà tôi ly hôn ngay thì chắc chắn sẽ ra đi tay trắng. Thế nên một mặt tôi tạm tha thứ cho chồng. Một mặt tôi giục anh mua căn nhà mới mà hai đứa đã tự định từ trước. Tất nhiên là căn nhà đó đứng tên hai vợ chồng chứ không có dính dáng đến mẹ anh nữa. Thời gian đó chồng tôi vẫn lén lút qua lại với cô bồ. Tôi bơ đi và coi như hề không biết gì. Mua nhà xong, tôi lại tiếp tục xin tiền chồng đầu tư mở thêm một shop thời trang nữa. Nói chung chuẩn bị tất cả mọi thứ tâm thất cho hai mẹ con xong, tôi mới đâm đơn ly hôn. Chồng cũng hơi sốc, nhưng cũng vẫn phải chấp nhận vì tôi đã nắm tất cả trong tay bằng chứng ngoại tình của anh. Sau ly hôn, tôi và con cũng bị hớng một thời gian, nhưng mà vì đã chuẩn bị tâm lý trước nên nhanh chóng ổn định lại. Tôi thường xuyên thưởng cho hai mẹ con những chuyến du lịch sang chảnh, mua sắm váy áo, đi spa làm đẹp. Từ khi ra tòa đến nay đã 3 năm tôi chưa từng gặp lại chồng cũ. Thỉnh thoảng có việc liên quan đến giấy tờ của con mới nhắn tin nhờ anh ta làm. Anh cũng làm xong đóng phong bì gửi thẳng đến nhà cho tôi, chứ chưa bao giờ trực tiếp đem đến. 3 năm qua tôi có cảm giác anh luôn tìm mọi cách để né tránh gặp mặt tôi. Cũng chẳng vấn đề gì vì tôi cũng đâu có nhu cầu gặp anh ta. 3 tháng trước, chồng tôi tự nhiên nhắn tin bảo mẹ anh bị ung thư, chắc là khó qua khỏi, kêu tôi vào thăm bà. Tôi nghe tin cũng sốc. Tuy hồi còn ở chung với bà hơi quá quát và không ưa tôi, nhưng dù gì cũng từng là người một nhà, tôi vẫn vào thăm bà cho phải lẽ. Cũng từ hôm đó tôi đã gặp lại chồng cũ sau 3 năm ly hôn. Hai đứa tôi gượng gạo, hỏi han về cuộc sống của nhau. Anh kể, sau khi đón cô bồ về sống được một thời gian, thì mẹ chồng nàng dâu đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Mẹ chồng tôi tống cổ thẳng cô kia ra khỏi nhà, rồi anh ả chia tay. Tôi nghe thế chỉ biết cười thầm, hả dạ. Sau hôm đó, cứ thỉnh thoảng chồng cũ lại nhắn tin nhờ tôi vào thăm mẹ chồng một hai hôm vì anh bận nọ kia. Tôi cũng vui vẻ nhận lời thôi, dù không thoải mái lắm. Thế rồi bà cũng đã mất cách đây hơn một tháng. Tôi về cùng chồng cũ lo liệu tang ma cho bà, đàng hoàng tươm tất. Tôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Mọi thành kiến giữa tôi và bà coi như đã hết. Cuối tuần vừa rồi, chồng cũ lại nhắn tin bảo tôi đưa con gái về làm cơn 49 ngày của mẹ anh. Lúc ăn cơm xong, con gái buồn ngủ nên tôi cũng lên nằm bên cạnh thiếp đi một tí cho đỡ mệt. Tự nhiên tôi giật thót khi thấy có ai đó ôm chặt mình. Hóa ra là chồng cũ. Tôi đẩy ra nhưng mà anh cứ sấn vào.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại mềm nhũn ra trong tay anh. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau cái đêm ngủ chung đó, ngày nào chồng cũ cũng nhắn tin gọi điện hỏi han, quan tâm như hồi còn mặn nồng. Tự nhiên tối hôm qua tôi nhận được tin nhắn của anh và bảo: mắt rời rồi đấy, vợ chồng mình quay lại với nhau đi em. Không hiểu sao tôi lại thấy vui vui mọi người ạ. Nhưng chỉ sợ giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Giờ tôi mà quay về, biết đâu chuyện cũ lặp lại thêm một lần nữa thì sao? Mong mọi người hãy cho tôi những cái lời khuyên bổ ích nhất. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng với Hồng Nhung lắng nghe cái câu chuyện thứ hai của đêm ngày hôm nay, đó là gặp lại chồng cũ. Và quý vị nghĩ sao về câu chuyện này? Cá nhân Hồng Nhung thì Hồng Nhung thấy là khi mà đã chia tay rồi nhé, gián đoạn rồi thì nhưng mà cô vẫn rất là tâm huyết, cô vẫn rất là năng nổ với cái gia đình nhà chồng, nhất là chăm cái bà mẹ chồng đến khi mà bà nhắm mắt xuôi tay luôn. Phải nói cô này là một cái cô con dâu rất là tử tế. Cô vẫn săn sóc, vẫn làm tròn nghĩa vụ, chỉ có là không ở với chồng thôi. Và có lẽ là anh chồng anh đã nhìn thấy những cái điểm tốt của cô và anh đã đề nghị cô quay lại với anh ấy. Nếu mà thực sự vẫn còn yêu thương nhau, vẫn còn cảm xúc với nhau thì Hồng Nhung nghĩ là cô nên cho anh một cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu, nối lại tình xưa. Nhưng mà không phải là đồng ý ngay bây giờ, mà chúng ta hãy đặt ra những cái thử thách để cho anh ấy có thể vượt qua được. Và cứ như là các con mèo vờn chuột vậy đó, hãy thử thách anh ấy thêm một thời gian ngắn nữa, xem thực sự anh có thật tâm thật lòng muốn quay lại với mình hay không, hay là anh ấy chỉ là trong những cái giây phút bồng bột muốn quay lại hay muốn quay lại với mình thôi. Thì hãy thử thách anh ấy bằng một thời gian ngắn nữa nhé. Và thử thách bằng cái cách nào thì Nhung nghĩ là cô là cái người đã có kinh nghiệm và chắc chắn là cô sẽ có thể có những cái cách thử lòng và thử được tình cảm của anh ấy. Và quý vị nghĩ sao về câu chuyện này, hãy khuyên cô như thế nào và có những cái cách thử thách tình cảm anh ấy ra sao thì hãy bình luận xuống bên dưới để Nhung biết được và để cho nhân vật chính của chúng ta đọc được nhé. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.